Đây là xóm làng của tôi. Mẹ tôi là một người nông dân tần tảo, hoặc qua nhà người ta sẽ gọi bà là bác hàng xóm thân thiện hay camera chạy bảng thực phẩm. Trong tay tao quản lý hàng trăm sinh mạng. Đúng rồi, đập đi, đập đi cháu. Mấy chục nghìn cái bát rồi, đập xong lại mua cái khác. Nó có đáng bao nhiêu đâu. Con mụ này này, nhìn cái tướng là đã biết ăn hết của chồng. Thế con mua cái gì chửi nhau hả? Nhìn lại bản thân mình đi. Nó thích chửi nhau khác gì hả? Gì cái nu khác. Cái việc làm không có việc gì à? Ê, việc nhà bà. Hai chỗ đắp nửa túi đèn có nhau. Việc nhà bà. Cái ông làm việc cho tôi. Bà quắn mẹ đi. Làm sao? Chỗ mồm vào người ta. Mồm tôi nói. Ông cấm tôi à? Nhưng bà ấy có một điểm yếu chí mạng là tôi. Gì đây, gì đây? Tôi nói cho bà cái chuyện này, bà đừng có buồn nhá. Thằng con cả nhà tôi được 8 điểm môn hóa đây này. Thế à? 8 điểm bọ thế. Ui ui thế à? Chứ còn gì nữa. Ui, đây sao giờ mắt kém thế nhỉ? Không biết điểm 10 hay điểm 0 đi nữa. À, đây là điểm 10, điểm 10 môn toán. Thế điểm 10 to hơn hay điểm 8 to hơn là bà tiếp? Được rồi. Được rồi, bà cứ chờ đấy. Đã yếu lại còn ra gió. 20 chứ phải là Tết đâu nhá. Mẹ bảo con bà học thêm đi. Ai nhá, bà cứ chờ đấy. Cứ chờ đấy. Đi mẹ. Mày có phải con tao không? Con phải. Mày có thương tao không? Con có. Mày có muốn tao bị bẻ mặt nữa không? Con không. Thế thì hứa với tao. Dạ. Mày chiến thắng con nhà người ta. Dạ, dạ. Phải học giỏi hơn con nhà người ta. Dạ, con hứa. Mày hứa rồi nhá. Vâng. Hứa là phải làm được đấy nhá. Dạ. Ghê nhỉ. Chuyện nhà ông ấy mà ông xía à? Chuyện hàng xóm láng giềng, chuyện nhà bà cũng như chuyện nhà tôi. Giấy khen học sinh tiến tiến rồi. Mua về xem nào. Ôi, ôi, được chứ mẹ, được không? Quay lại đây. Dạ. Để mẹ xuống mẹ đập vào mặt con mẹ hoài. Con tôi năm nay học sinh tiên tiến đây này. Đây một chập đây này, thích chia cho hẳn nữa. Con tôi năm nay đỗ đại học đây. Học bổng 4 năm liên tiếp đã được chưa? Ừ. Con bà có người yêu chưa? Con nhà tôi vừa dẫn về ra mắt rồi đây. Đã siêu tập đủ 20 đứa người yêu cũ chưa con? Con 19 mẹ. Con đang phấn đấu lên tròn 20 đây. Ôi giời ơi. Bà Tuyết ạ, chung quy lại tuổi bà vẫn còn non con lắm. Non lắm, non lắm. Thế nào chỉ là đất nông danh xứ tuổi còn ngàn con thì vẫn còn hơi non. Thế nào chỉ là đất nông danh xứ tuổi còn ngàn con thì vẫn còn hơi non. Nè, nè, có thắng được bà Hoài không nữa? Chưa, mày tệ lắm, mày tệ lắm. Mày nhìn con nhà người ta đi. Bằng tuổi mày đấy chứ Hường à. Nhưng mà con đã cố hết sức rồi. Thôi thôi mày im mẹ mồm mày đi. Bao giờ mày hơn được con người ta thì mày về đây. Giờ thì cút đi. Mẹ ơi. Cút. Mẹ ơi. Mày dừng, còn dám lắc mặt về đây nhá. Mẹ à, con chắc chắn con sẽ chiến thắng con nhà người ta. Mày là con ông mệt ấy, chỉ giỏi nói phép thôi, chả làm được cái trò trống gì. Nhờ trở thành một youtuber, một tiktoker, con đã được chủ tịch tỉnh Thái Nguyên trao thưởng bằng khen. Đâu? Vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Thái Nguyên chuyển đổi số. Đâu? Đây này, bằng khen của chủ tịch mày tỉnh. Mày đưa tao xem nào. Đúng thật rồi, Nguyễn Minh Trường. Thế bây giờ con đã làm mẹ hãnh diện chưa? Mẹ à? Chủ tịch tỉnh đấy này, mua ngoài ra xem. Cầm cái tập giấy nhuộm bếp ra đây. Ba bảo ai hơi lên, ba bảo ai nhát con. Kể từ đó, mẹ tôi là người phụ nữ gáy to nhất vùng.
và tôi cảm nhận được sự hãnh diện của bà ấy trong từng hành động và lời nói.